Kính chào quý vị và các bạn đã đến với kênh Rồng Vàng Bóng Đá. Kính thưa quý vị, chuẩn bị mùa giải mới, câu lạc bộ Po FC đã tập huấn ở tại Saint Paul Ledas từ ngày mùng 3 đến ngày mùng 8 tháng 7 và sẽ có một trận giao hữu gặp câu lạc bộ Landes. Trong chuyến tập huấn cùng với đội bóng mới ở tại địa điểm cách Pol ở khoảng 100 km thì Quang Hải vẫn đang nỗ lực từng ngày để thích nghi với các đồng đội và điều kiện tập luyện ở tại Pháp. Theo như chia sẻ của ông Nguyễn Đắc Văn, là người đại diện của Quang Hải thì tiền vệ này đang cho thấy sự hòa nhập rất tốt với đội bóng mới của mình. Trong buổi tập đầu tiên khi mà cùng với đồng đội đi tập huấn thì Quang Hải đã có một pha kiến tạo thành bàn và tự mình cũng đã có được một bàn thắng. Theo mô tả thì pha ghi bàn này của Quang Hải là rất đẹp mắt và ấn tượng. Trước đó ở buổi tập hôm mùng 2 tháng 7, Quang Hải cũng đã ghi điểm với một pha chọc khe rất chất lượng để cho đồng đội lập công. Ngoài ra, để có thể sớm trao đổi giao tiếp được với ban huấn luyện và các đồng đội, Quang Hải cũng đang nỗ lực để học tiếng Pháp. Hiện tại thì anh cũng đã học được khoảng 20 từ đơn giản. Cũng theo chia sẻ của ông Nguyễn Đắc Văn thì Quang Hải thường là người đến sân tập sớm nhất và về muộn nhất đội. Anh thường dành thêm khoảng thời gian là 2 tiếng đồng hồ để tự tập sau khi buổi tập của đội đã kết thúc. Chứng kiến sự nỗ lực và tinh thần, thái độ tập luyện của Quang Hải, nhiều đồng đội của anh ở POFC cũng dành rất nhiều lời khen, đánh giá cao tân binh đến từ Việt Nam. Ngoài sự hỗ trợ của các đồng đội thì Quang Hải cũng nhận được sự quan tâm từ phía ban huấn luyện và huấn luyện viên trưởng Thô Lốt. Thuyền trưởng của POFC cũng thường xuyên nhắc nhở và chỉ dẫn cho Quang Hải trong mỗi buổi tập. Vị huấn luyện viên sinh năm 1964 này cũng dành nhiều lời khen cho tân binh tới từ Việt Nam. Ông nói rằng, Quang Hải là cầu thủ có khả năng xử lý bóng nhanh. Tôi cần một cầu thủ có thể đưa đội bóng đến chiến thắng ở một thời điểm nào đó. Pol FC cần phải có bàn thắng không chỉ từ các tiền đạo mà còn là ở các vị trí khác nữa. Quang Hải chính là mẫu cầu thủ như vậy. Theo kế hoạch thì Pol FC sẽ có trận đấu tập đầu tiên trước thềm mùa giải mới. Nhiều khả năng đây cũng sẽ là trận đấu ra mắt của Quang Hải. Pol FC sẽ có trận đấu giao hữu với một đội bóng hạng bán chuyên là Sanpol Sport. Màn chạm trán này diễn ra vào lúc 19 giờ ngày mùng 8 tháng 7 theo giờ địa phương, tức là 0 giờ ngày mùng 9 tháng 7 tính theo giờ Việt Nam. Đối thủ của Po FC chỉ là một đội bóng đang chơi ở tại giải National 3. Đây là hạng đấu bán chuyên ở nước Pháp và cũng là hạng thấp nhất về bóng đá trong các giải đấu xếp sau League 1, League 2, National 1 và National 2. Xét về đẳng cấp cũng như là chất lượng đội hình thì Saint Paul Sport thấp kém hơn rất nhiều so với Po FC bởi đối thủ của Quang Hải và các đồng đội chỉ tương đương với đội bóng ở giải hạng năm của Pháp. Chính vì thế, đây được xem là trận đấu để đội bóng đang chơi tại giải League 2 có cơ hội thử nghiệm đội hình, nhất là với các tân binh. Quang Hải hoàn toàn có thể ra sân trong màn chạm trán này, qua đó hy vọng sẽ ghi điểm trong mắt huấn luyện viên trưởng Didier Tholot. Đó chắc chắn là điều mà mọi cổ động viên bóng đá Việt Nam đều đang rất chờ đợi ở thời điểm hiện tại. Trong những ngày vừa qua kể từ khi tới Po FC, ngôi sao sinh năm 1997 đã rất tích cực tập luyện để nâng cao thể lực. Anh cũng đã có phiên dịch riêng để nhằm có thể hiểu trọn vẹn ý đồ mà huấn luyện viên truyền đạt. Trận đấu với Saint Paul Sport sẽ là lần đầu tiên Quang Hải trải nghiệm bóng đá trời Âu nếu như anh được huấn luyện viên đưa ra sân. Khi có được cơ hội ấy thì cầu thủ tới từ Việt Nam sẽ quyết tâm hết mình để cống hiến một màn trình diễn mãn nhãn cho người hâm mộ. Sau màn chạm trán nói trên thì Po FC cũng sẽ đối đầu với một câu lạc bộ khác là câu lạc bộ Tolu vào ngày 12 tháng 7 cũng trong loạt trận giao hữu. Như vậy là đã hơn 2 tháng kể từ khi Quang Hải hết hợp đồng với Hà Nội FC. V-League 2022 cũng vừa mới quay trở lại sau quãng nghỉ dài để nhường chỗ cho các đội tuyển quốc gia và các câu lạc bộ tham dự giải châu lục. Hiện tại thì Hà Nội FC đang đứng ở vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng V-League 2022 với 8 điểm sau 5 trận họ có được hai trận thắng, hai trận hòa và một trận thua. Điều đáng chú ý là cả hai trận đấu mà Hà Nội FC giành trọn vẹn 3 điểm thì đều có mặt Quang Hải. Hôm 16 tháng 3, tiền vệ khoác áo số 19 này vào sân từ băng ghế dự bị và ghi bàn thắng duy nhất giúp cho đội bóng thủ đô vượt qua câu lạc bộ Thanh Hóa. Sau đó thì anh đá chính trong trận thắng câu lạc bộ Viettel 1-0. Ở trận đầu tiên của mùa giải, Quang Hải không được đăng ký thi đấu và Hà Nội FC đã bị Thành phố Hồ Chí Minh cầm hòa không đều ngay ở trên sân nhà. Sau khi tuyển thủ Việt Nam hết hợp đồng và sang Pháp thi đấu, thì Hà Nội FC đã hòa Nam Định một đều và vừa mới nhận thất bại 1-2 ở trên sân Hòa Xuân trước câu lạc bộ Đà Nẵng. Tại vòng 1/8 Cúp Quốc gia 2022, Hà Nội FC từng đánh bại chính Đà Nẵng với tỷ số 2-1 ngay ở trên sân khách. Khi đó thì Quang Hải cũng đá chính. Tất nhiên là một đội bóng thì không phụ thuộc vào một cá nhân, nhưng các cổ động viên Hà Nội FC thì lại đang rất nhớ Quang Hải. Tuy không còn ngôi sao lớn nhất ở trong đội hình, nhưng huấn luyện viên Chun Yeho của Hà Nội FC vẫn đặt mục tiêu vô địch V-League 2022. Mục tiêu của chúng tôi vẫn không đổi, đó là giành chức vô địch. Tôi không dám chắc chắn 100% Hà Nội FC có thể vô địch ở mùa này, nhưng toàn đội đang cố gắng để chơi áp đặt với những con người hiện có. Quang Hải giờ đã là cầu thủ của đội khác, đang rất thành công ở nước ngoài. Giờ tôi không muốn nhận thêm câu hỏi nào về cậu ấy nữa. Mặc dù huấn luyện viên người Hàn Quốc vẫn nói vậy, thế nhưng mà rõ ràng là Hà Nội FC đang bộc lộ sự bất ổn sau khi chia tay Nguyễn Quang Hải khi mà chỉ giành được một kết quả hòa trong hai cuộc so tài gần đây. Thống kê như vừa mới nêu đã chỉ ra rằng 6 trên tổng số 8 điểm mùa này của đội bóng thủ đô đang có được từ đầu giải đến giờ là những trận đấu mà Hải Con đã góp mặt, trong đó thì anh trực tiếp ghi bàn vào lưới câu lạc bộ Thanh Hóa. Ông Chun Ho sẽ còn rất nhiều việc phải làm để tìm lại sự ổn định cho đội bóng ở các vòng đấu kế tiếp. Còn bản thân Quang Hải thì đang có tương lai tốt ở tại trời Âu và các nhà chuyên môn cũng dành cho Quang Hải những dự đoán cực kỳ thuận lợi. Ramu Sashikuma, cựu cầu thủ đội tuyển quốc gia Singapore đã chia sẻ rằng Tôi nghĩ là Quang Hải đủ tài năng để thi đấu ở tại giải League 2 của Pháp. Những cầu thủ thông minh thì luôn biết cách thích nghi tốt với sự khó khăn hay là việc phải điều chỉnh lối chơi và môi trường thi đấu. Những gì mà Quang Hải làm không chỉ tốt cho bóng đá Việt Nam mà còn mang đến điều tuyệt vời cho sự phát triển của bóng đá ASEAN. Chính vì thế, tất nhiên là tôi hy vọng cậu ấy thành công. Bóng đá Đông Nam Á không chứng kiến nhiều cầu thủ từng ra nước ngoài thi đấu, lại càng hiếm các ngôi sao sẵn sàng chọn một môi trường bóng đá ở đẳng cấp cao như là Pháp. Trong quá khứ, bóng đá Đông Nam Á đã từng ghi nhận vài cái tên nổi tiếng chấp nhận sang châu Âu để thử thách như là Tirathep Winothai, Kiatisak Senamuang hai cầu thủ này đều sang anh để thi đấu terasin đang đa sang tây ban nha còn lê công vinh của việt nam thì sang bồ đào nha bản thân công vinh hay là winothai từng thừa nhận rằng không dễ để bất kỳ cầu thủ châu á đặc biệt là ở đông nam á nào có thể thích nghi với môi trường đỉnh cao của bóng đá châu âu được chơi bóng và được đào tạo ở châu âu giúp cho bạn có sự phát triển về tư duy và kỹ năng mọi thứ khác rất xa so với ở đông nam á Sasikuma tin rằng nếu như Quang Hải muốn thành công ở POFC thì điều tiên quyết là Quang Hải phải thích nghi được với cuộc sống và tiếng địa phương. Ngôn ngữ chắc chắn là rào cản lớn nhất. Một khi cậu ấy vượt qua được rào cản về mặt ngôn ngữ thì thách thức tiếp theo sẽ là về thể lực. Kenvin Kubemba, chân sút từng chơi cho câu lạc bộ Lille, đồng tình với quan điểm của Sasikuma. Tuy nhiên tiền đạo có nhiều năm chơi ở tại giải League 2 cũng cho rằng Quang Hải hoàn toàn có thể giao tiếp bằng tiếng Anh trước rồi mới học tiếng Pháp. Tất nhiên nếu như bạn học được tiếng Pháp để giao tiếp thì quá tốt. Lời khuyên của tôi đó là bạn có thể bắt đầu bằng việc nói tiếng Anh nếu như chưa thành thạo tiếng bản xứ. Nếu như bạn nói tiếng Anh thì bạn cũng không cần quá lo lắng về việc học tiếng Pháp ở trong thời gian đầu. Về chuyện giao tiếp với huấn luyện viên, kinh nghiệm của tôi là bạn cần phải nói chuyện thẳng thắn với họ. Kubemba cũng cho rằng giải Ligue 2 đòi hỏi cao về thể lực hơn so với nhiều giải đấu khác ở cấp độ tương đương. Thế nhưng mà anh khẳng định với tư cách là một cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp thì một cầu thủ vẫn có thể thành công ở giải League 2 nếu như biết cách chơi bóng thông minh. Nếu như bạn nhỏ con hơn thì bạn cần phải chơi bóng thông minh hơn. Còn nếu như bạn không nhanh nhạy hay khỏe bằng các đồng nghiệp thì bạn cần phải vượt trội hơn họ về mặt kỹ thuật cá nhân. Có nhiều năm quan sát Quang Hải thi đấu ở AFF Cup hay là ở V-League, Sashikuma tin rằng cựu cầu thủ của Hà FC là mẫu cầu thủ thông minh như là Kubemba đã mô tả. Như tôi đã nói, những cầu thủ thông minh sẽ luôn thích nghi tốt và biết mình phải làm gì ở môi trường mới. Cậu ấy chắc chắn là phải thay đổi rất nhiều. Sau chuyến đi này, dù thành công hay là không, thì một cầu thủ thông minh như Quang Hải chắc chắn cũng sẽ tiến bộ. Giống như nhiều chuyên gia bóng đá bản địa khác, thì nhà báo Jonathan Johnson, cây viết của CBS Sports cũng e ngại về khả năng thích ứng về thể lực của Quang Hải. Câu hỏi rất lớn được đặt ra cho Quang Hải đó là khả năng đáp ứng cường độ trận đấu rất cao của bóng đá Pháp sẽ không hề dễ dàng để cho cậu ấy thích nghi. Tuy nhiên, tiền đạo Cuba thì cho rằng nếu như Quang Hải vượt qua được rào cản về mặt thể lực, và cường độ ở tại giải League 2 thì cậu ấy đủ khả năng thi đấu ở các cấp độ khác của bóng đá châu Âu. Anh chia sẻ rằng tốc độ ở các trận đấu tại giải League 2 là rất cao, trận đấu ít khi bị dừng lại và mọi thứ luôn có xu hướng được đẩy lên cao hơn. Điều đó cũng mang lại lợi ích là nếu như bạn quen với cường độ và tốc độ thi đấu của giải thì bạn sẽ trở thành một cầu thủ khác tốt hơn về mặt thể chất lẫn tinh thần. Tôi nghĩ Quang Hải đủ tài năng để chơi ở tại giải League 2, tất nhiên cậu ấy cần phải thay đổi nhiều về cách chơi và cả mọi thứ nữa. Nhưng huấn luyện viên và ban lãnh đạo của Po FC chắc chắn là sẽ giúp cậu ấy hòa nhập. Đó là điều rất quan trọng. Mamaru Samasa, một thủ môn đã từng bắt ở giải League 2 cũng cho rằng Po FC có lý do để chiêu mộ Quang Hải và họ sẽ biết cách làm thế nào để ngôi sao của Việt Nam phát huy giá trị. Quang Hải có thể hình thấp bé so với mặt bằng chung của bóng đá châu Âu. Người từng nhiều năm chơi cho các đội trẻ ở Pháp đã đánh giá rằng Tuy nhiên chúng ta chứng kiến Marco Variti chơi xuất sắc như thế nào ở tại giải Ligue 1 và anh là một trong những cầu thủ hay nhất ở giải đấu hàng đầu của nước Pháp. Sasikuma hay là Kobemba tin rằng nếu như Quang Hải nhận được sự hỗ trợ từ huấn luyện viên, ban lãnh đạo và đặc biệt là các đồng đội thì ngôi sao của bóng đá Việt Nam hoàn toàn có thể mơ về viễn cảnh thành công ở trên đất Pháp. Ban lãnh đạo của POFC cũng khẳng định là họ sẽ nỗ lực để giúp cho Quang Hải hòa nhập. Trong buổi họp báo cuối tuần trước, huấn luyện viên Didier Tholot, huấn luyện viên trưởng của POFC đã tin rằng Quang Hải có cách chơi giống với Mathieu Van Buena. Quang Hải không giống Messi mà tôi thấy cậu ấy giống Van Buena, cựu tuyển thủ Pháp nhiều hơn. Lối chơi của họ có nhiều điểm tương đồng, đó là luân chuyển bóng nhanh, có khả năng sáng tạo và phong cách thi đấu khá thú vị. Ông khẳng định rằng POFC là một gia đình, chúng tôi luôn dành sự quan tâm cho cầu thủ và sẽ hỗ trợ để cho họ có được cuộc sống thoải mái nhất. Trong thời gian tới, chúng tôi muốn giúp Quang Hải học tiếng Pháp. Những tín hiệu ban đầu từ POFC cho thấy Quang Hải có thể tạo bước ngoặt lớn trong lần đầu xuất ngoại của mình. Quý vị và các bạn hãy để lại những bình luận của mình ở phía dưới video này. Dòng vàng bóng đá xin cảm ơn những bình luận của quý vị và các bạn. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video tiếp theo.